Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng tay ga này, tay côn này, xe số này, dòng gì cũng có á. Cho anh chị và các bạn mua thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip á. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha, mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở kho cửa hàng xe máy Khải Quang nha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ qua kho để quay cho các bạn luôn, và rất là nhiều dòng xe luôn ha, nên là bạn nào muốn mua dòng xe nào thì quý vị nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá nha. Nhưng mà hiện tại là Kiều đang quay bên kho nên là hơi một xíu bụi nha các bạn nha, nên là thông cảm cho Kiều nha. Thì về Kiều nếu mà bên kho thì phải rửa sạch xong mới đem qua bác chân được ha, nên là bạn nào muốn mua nào thì quý vị nhắn tin cho Kiều ha, nó hơi bụi một chút xíu ha, thông cảm nha. Rồi, cái bên Kiều là em AB125 bản tiêu chuẩn, là màu xanh các bạn nha. Mẫu này là mẫu tem của 2023 luôn. Giá của em này hiện tại bên Kiều có giá là 39 triệu cho cái em này thôi ha. Và các bạn mua góp thì nhớ nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ giảm thêm 1 triệu nữa nha các bạn nha. Mẫu này. Và cái dòng AB này thì các bạn mua góp cho bên Kiều thì đưa trước khoảng tầm từ 2 triệu lấy xe về được rồi ha. Và cái dòng này thì các bạn mua góp thì thủ tục thì cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần là chứng minh nhân dân nè, hoặc là căn cước công dân thôi. Còn ví dụ như bạn nào mà có hộ khẩu, bảo hiểm y tế hoặc là bằng lái xe thì mình có thể đem theo để Kiều hỗ trợ gói lãi suất thấp nhất nha các bạn nha. Và lên cửa hàng thì nhớ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi số điện thoại cho Kiều để Kiều hỗ trợ cho các bạn thêm 1 triệu tiền xăng nha. Rồi, cái bên Kiều là hai em Vario của 2022 ha, mẫu này Vario 2022. Hiện tại là Kiều sẽ báo cho các bạn là mẫu này, ai mà những cái tín đồ thích những cái Vario như thế này thì tranh thủ mua sớm, tại vì cái mẫu này là chuẩn bị bỏ mẫu nha các bạn nha, không còn hàng nữa. Nên là các bạn nào muốn mua những cái mẫu này thì có việc nhanh tay mua sớm nha, tại vì bên nhà máy đã nói là bỏ mẫu rồi ha. Hiện tại hai em này đều là hai em màu 3D luôn, bên Kiều có giá là đồng giá là 45 triệu cho hai cái em này. Tại vì màu zin thì bên Kiều có 44 triệu thôi, nhưng mà màu 3D thì các bạn lên cho Kiều 1 triệu nha, khoảng tầm từ 45 triệu. Và hai em này hiện tại đều gắn mặt nạ clip thái hết, nên là bạn nào thích mặt nạ clip thái thì lấy luôn, hoặc là thích mặt nạ zin đó thì bên Kiều đổi ra mặt nạ zin cho các bạn nha. Và cái dòng này muốn góp cho bên Kiều thì đưa trước khoảng tầm từ 3 triệu lấy xe về rồi ha. 3 triệu thôi. Vision hiện tại bên Kiều đang trưng là hai em mẫu của 2023 nha các bạn nha. 2023, một em là màu trắng đen, còn một em là màu này là màu xanh đen nha các bạn nha, chứ không phải là màu đen nha. Nhìn bình thường, nhìn sơ là mình thấy màu đen, nhưng mà nhìn kỹ là nó màu xanh đen nha. Rồi, hiện tại em này bên Kiều có giá là 31 triệu cho cái em trắng đen này, và em này có giá là 30 triệu cho cái em này mẫu 2023 nha các bạn nha. Và năm nay 2023 thì màu xanh này thì bên Kiều sẽ, bên nhà máy nó sẽ sản xuất là khó thường, và bên màu trắng là sẽ là khóa thông minh nha các bạn nha. Và cái yếm ở trong toàn bộ đều là màu đen hết nha, chứ không phải là màu theo xe như màu áo nữa ha, bên trong là đen hết luôn ha. Và có nhiều bạn hỏi là bên Kiều có bán những cái chiếc xe, dòng xe số này kia mà sao không thấy quay, thì hôm nay Kiều sẽ quay cho các bạn luôn ha. Tất cả dòng xe bên Kiều đều có hết ha. Mẫu đầu tiên là mẫu Wenfa tem của 2023 luôn ha. Wenfa thì hiện tại bên Kiều chỉ có giá là 18 triệu thôi, có 18 triệu thôi, và dòng này chỉ cần đưa trước 2 triệu lấy xe về rồi ha, cực kỳ đơn giản luôn ha. Bên Kiều có tất cả các màu zin nha, nên là bạn nào thích màu nào thì việc vô lấy màu đó nha, cả đen nhám bên Kiều cũng có quá trời luôn kìa. Rồi, mẫu này là mẫu Sirius FI. Hiện tại em này thì bên Kiều chỉ có giá là 23 triệu cho cái em này thôi ha, và mua góp đi trước khoảng tầm 2 triệu là cũng lấy xe về được luôn nha. Rồi. Rồi, mẫu này là mẫu Future màu xanh bánh căm nha các bạn nha. Mẫu này bên Kiều có giá hiện tại là dao động khoảng tầm 30 triệu cho các em này, và mua góp cũng đưa trước khoảng tầm từ 2 triệu lấy xe về thôi ha. Cứ xe số là các bạn cứ đưa tầm 2 triệu lấy xe về ha. Okay. Rồi. Rồi, con Ad này là Ad 150, mẫu này là mẫu cũng 2023 luôn nha. Mẫu này là mẫu đen bao gồm cặp mâm và cặp mâm vàng luôn các bạn ha. Hiện tại bên Kiều là giá là chỉ có 48 triệu 500 cho các em này thôi, và mua góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu là lấy xe về ha. Kỳ đơn giản luôn mẫu này. Rồi, bên Kiều cũng còn thêm mẫu này nè, mẫu này cũng là mẫu mới luôn. Mẫu này là mẫu cái bằng xanh xám đen, nó bao gồm là cái đường viền của nó sẽ là đường viền đỏ luôn nha các bạn nha, nhìn nó hợp với xe với tem hơn. Mẫu này cũng đồng giá là 48 triệu 500 cho các em này luôn. Và các bạn mua góp thì Kiều sẽ hỗ trợ giảm thêm nữa đó nha. Rồi. Rồi, cái bên Kiều là hai em Ad 150. 150 hiện tại thì bên Kiều cũng đang giảm giá rất là nhiều luôn ha. Hai mẫu Ad 150 này thì bên Kiều chỉ có giá là 42 triệu thôi ha. Và mua góp được trước khoảng tầm từ 2 tới 3 triệu lấy xe về nha. Còn bạn nào làm biển số ở đâu thì cứ việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá biển số cho các bạn luôn nha. Rồi. Này Sonic. Sonic ha, Sonic thì hiện tại các bạn cũng biết là nó đã bỏ mẫu rồi ha. Ở đâu nếu mà các bạn thường xuyên mà xem những dòng Sonic này thì cũng biết là nó đã bỏ mẫu rồi. Hiện tại bên Kiều có đang kiếm được vài con nha, nên là bạn nào muốn mua thì tranh thủ mua sớm nha. Rồi. Cái bên là mẫu này là mẫu trắng đỏ này. Mẫu này hiện tại sẽ cao hơn dòng bánh đen. Mẫu này là giá là 60 triệu cho các em này ha.
Và các bạn mua dòng Sonic thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm 15 triệu lấy xe về nha. Tại vì dòng Sonic nên đây các bạn thư cao hơn một chút xíu, dễ đầu hồ sơ ha. Rồi mẫu này là mẫu màu đỏ đen, màu trắng đỏ bánh đen. Mẫu này hiện tại sẽ là giá là 59 triệu cho các em này thôi ha. 59 triệu. Rồi. Rồi ok. Thì đó là giá xe ha. Anh em nào mua những cái dòng nào thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo của Kiều để mà Kiều hỗ trợ ha. Ngoài những cái dòng xe mà có trong clip này thì còn rất là nhiều dòng xe khác á, nhưng mà nó nằm ở ngoài clip á. Anh chị và bạn chịu khó mình nhắn tin mình nói là mình muốn mua dòng xe gì đó, nhắn qua Zalo ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip ha. Xin chào và hẹn gặp lại.